Đố ai biết được bánh gì làm ta gắn kết và càng yêu thương, làm cho ta tràn năng lượng và thêm dinh dưỡng mỗi khi ăn vào. Ê, gợi ý là bánh có 5 vị, bánh có hình vật ngon mê ly, sô cô la trắng, đen, cam, cùng kem phô mai và kem dâu. Bánh là bánh mà có hình vọng, thơm thơm ngon tới 5 vị, nghe là thấy độc nhất vô nhị, chỉ có thể là bánh đột quỵ. Ra cái bánh đu quỷ, ăn nhiều nhiều hơn nữa đi. Đoán xem nào, đây là mùi hương gì?